Thực ra thì là Nga đã nghỉ làm phim 4 năm để tập trung cho kinh doanh. Và khi được anh Đỗ Ngọc Linh mời cái phim mới này thì Nga rất là háo hức. Và Nga cũng xin anh Linh là em chán làm ô xin lắm rồi, đừng cho em làm ô xin nữa. Nhưng anh Linh nói là không, cái vai này hay lắm. Cái vai này là người nhà của chị Tú Anh là vai chính, cực kỳ hay. Thế là khi mà Nga nghe kịch bản hay và biết anh Linh là một đạo diễn rất là giỏi, nên là Nga đồng ý nhận lời. Nhưng mà sát ngày quay thì khi mà tất cả mọi người diễn viên đọc kịch bản với nhau thì Nga mới tá hỏa ra là cái vai của mình vẫn là ô xin. Nhưng mà lúc đó thì tất cả các khâu đã chuẩn bị xong hết rồi, nên là mình không thể nào quay xe được nữa. Cái vai diễn này thì hoàn toàn giống những cái vai diễn trước của Nga. Nhưng cái vai này thì là đạo diễn anh Linh cho Nga là thoải mái làm, thoải mái sáng tạo. Và đặc biệt là khi mà Nga đóng với lại chị Tú Anh, Nga được thăng hoa. Những cái phim mà chị làm á, thì là chị có xin với lại các anh, các chú đạo diễn là cho chị làm theo cái bản năng của chị. Thì mọi người thấy chị không có cố, nhưng mà kiểu như là nó hơi tưng tửng. Còn tất cả các vai ô xin của chị thì từ trước đến giờ chị thấy rằng là ô xin hơi bướng bướng, láo láo, hay bực chủ, tanh toát. Nhưng mà cái vai ô xin này thì là ngoài bướng ra nhưng mà còn có vẻ là đạo lý, triết lý nữa. Và cũng đồng thời là cái hiệu ứng phim nó đang sinh hoạt, nó đang đời á, và đang căng thẳng, thì có cái tuyến nhân vật của chị làm cho cái phim nó tươi vui lên một chút xíu.